Bắt đầu từ tháng 7 năm 2015 thì tôi đã bắt đầu theo cái phương pháp chùm đá bằng gan, dùng gan. Từ đó tới giờ tôi không biết bệnh là gì. Có nghĩa là sức khỏe tôi càng ngày càng tốt, mặc dù tôi là 84 tuổi, sức khỏe càng ngày càng tốt. Đi đứng bình thường và ăn uống bình thường, ngủ nên nằm xuống là ngủ ngay. Không có cái gì mà nó làm cho rối loạn cái mức mà khó khăn của mình hết. Thậm chí tôi đi bưng đồ nãy đó 20 kg, mà mấy cháu nó không cho. Chứ đối với tôi 20 kg là bình thường, như một thanh niên, không có gì mà nó phải nghĩa.